Trước hết để làm được bông hoa bằng ống hút thì chúng ta phải cần phải có những cái ống hút. Đây là ba cái ống hút mà mình sẽ làm những cánh hoa. Còn đây là ống hút mình sẽ làm đài hoa. Bên cạnh đó thì mình cần phải có kéo, thanh kẽm. Thanh kẽm này thì các bạn có thể mua ở ngoài hàng hàng sắt. Đây là mình mua cái thanh sắt cũng có cái bọc màu xanh. Đấy. Bật lửa và súng bắn keo. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành. Trước hết, với cái ống hút này, đây là cái ống hút mà hút trà sữa. Với cái ống hút này chúng ta sẽ cắt thành 4 phần. Các bạn lưu ý là chúng ta cắt 4 phần không đều nhau nhé. Đấy, chúng ta sẽ cắt này. Chúng ta cắt hai cái phần này đều nhau thì phần này sẽ ngắn hơn. Ở đây cái ống hút nó có cái phần kẻ sọc như thế này. Các bạn nhớ là các bạn gập đôi là đúng cái phần kẻ sọc này. Và chúng ta sẽ cắt cánh hoa. Chúng ta cắt cánh hoa làm sao cho nó tròn đều. Khi mở ra chúng ta được cánh hoa như thế này. Tương tự như vậy, với các cánh hoa khác thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta gập vào cái phần sọc trắng. Để chốc nữa chúng ta thấy đây nó có phần sọc trắng thì chúng ta khi lật cái cánh hoa này lên thì nó giống với cái cánh hoa thật, nó có những cái vân giống với cánh hoa thật. Bây giờ còn một cái đoạn bé ngắn nhất này chúng ta sẽ gập này, cắt đôi. Chúng ta làm cái cánh nhỏ hơn. Các bạn có thể sửa cái cánh hoa này cho nó hai cánh tương đối đều nhau. Như vậy là mỗi một ống hút là chúng ta sẽ được ống hút đầu tiên chúng ta sẽ cắt hai cái cánh hoa bé này. Còn từ các ống hút sau thì chúng ta sẽ cắt đều nhau để được những cái cánh hoa như thế này. Bây giờ khi mà chúng ta cắt rồi như thế này rồi thì dùng bật lửa. Hơ cho nó nóng cái vỏ ngoài của ống hút lên. Ta dùng cái lưỡi kéo cuốn cái cánh hoa cho nó giống với cái cánh hoa tật của chúng ta. Các bạn thấy đã giống rồi đúng không ạ? Và tương tự với cái cánh hoa khác chúng ta cũng làm như vậy. Các bạn hơ thì vừa đủ nóng thôi. Nếu mà nóng quá thì ống hút nó sẽ chảy ra, thì chúng ta sẽ bị hỏng cái cánh hoa đó. Và hai cái cánh bé này thì chúng ta cũng hơ, nhưng mà chúng ta sẽ làm nó hơi cong một chút thôi, bởi vì là nó là cái cánh trong cùng, nó vẫn còn ôm lấy cái nhụy. Với các cánh hoa mà như thế này, các bạn muốn, tức là muốn nó xòe ra như thế này thì các bạn sẽ
hơ thêm mà các bạn làm thêm thì nó sẽ đây là cái bông hoa nở. Thế còn khi mà các bạn làm những cái nụ hoa thì các bạn chỉ làm hơ nhẹ nhẹ thôi và làm nó khum khum như thế này. Đấy. Ở đây thì mình hướng dẫn các bạn làm cái hoa nó đang nở nên là mình sẽ làm nó nở ra một chút, cái cánh nó nở ra một chút để cho nó phù hợp. Và sau khi đã được các cái cánh hoa như thế này thì chúng ta sẽ làm đến đài hoa. Đài hoa thì chúng ta có cái ống hút như thế này. Các bạn cắt khoảng độ 3 cm. Bạn làm đài hoa. Ở đây chúng ta sẽ chia cái ống hút này thành 5 phần. Các bạn cũng không cần phải là đều nhau quá bởi vì bản thân cái đài hoa thì nó cũng không phải là đều nhau quá. Thì chúng ta cứ cắt thế nào nó tương đối là được rồi. Thành 5 phần như thế này và chúng ta sẽ cắt nó nhọn lên. Còn nếu mà bạn nào mà muốn tiết kiệm thì các bạn có thể cắt như thế này cũng được. Đấy, cắt đôi. Đôi thành 2 phần như thế này. Còn mình thì mình hay cắt như thế này là mình bỏ đi 2 cái phần kia. Hôm nay là mình quay là vào cái ngày lễ, ngày nghỉ lễ nên là nó có nhiều cái âm thanh hỗn độn. Các bạn xem thì các bạn thông cảm. Khi được 5 cái như thế này thì chúng ta cũng hơ bằng bật lửa để làm sao tạo cho nó cong ra. Đấy, thì nó sẽ giống hơn.